là nàng công chúa Ngọc Nga, đúng không ạ? Mặt bông màu trắng, hồng của nó hồng cẩm, rất là xinh. Em bán với giá là 280.000 một cân. Số lượng em có khoảng tầm 5 cân, hàng đang trên đường về nữa. Đó. Đây là mặt bông của nó này, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Đó. Nàng công chúa Ngọc Nga này em bán 280.000, hàng của Tây Bắc, hoa của nó rất là rõ nét, rất là xinh xắn, dễ thương, đúng không ạ? Và tiếp theo là Hoàng Thảo Kim Thoa. Hoàng Thảo Kim Thoa gia đình em cũng đang hàng trên đường về, và là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em yêu thích, được không ạ? Mặt bông của nó có cái họng màu đen ở bên trong, cực kỳ là xinh và dễ trồng. Và cái dòng hoa này nếu mà anh chị mà chưa có thì có thể sưu tầm, bởi vì là hiện nay đấy ạ, em thấy rất là nhiều anh chị em sưu tầm cái dòng hoa này, vừa dễ trồng vừa dễ ghép mà mặt bông cũng cực kỳ là xinh nữa này. Như cả nhà đang nhìn đây này, chính là mặt bông của nó này. Đó, rất là đẹp và rất là xinh tươi. Đó. Nếu mà chúng ta mà chăm sóc được ấy thì các em nó sai hoa rất nhiều luôn đấy ạ. Đó, Hoàng Thảo Kim Thoa, hoa của nó màu vàng, họng màu đen, đúng không ạ? Và bên này đây em còn có một bó Hoàng Thảo Kiều Vàng. Đó, hàng để làm giống nhá cả nhà nhá. Một bó đây là hàng thân lùn, hàng để làm giống, rơi vào khoảng tầm 1 cân rưỡi thế này. Đó, em bán cái chỗ này giá là 200.000 thôi ạ. Đó. Và đai châu rừng, cả nhà ơi, đai châu rừng ngày hôm nay buổi sáng, đúng không ạ? Em còn rất nhiều nhưng mà hiện tại thì em không còn nữa rồi. Và hàng thì lại đang trên đường về nhé cả nhà nhé. À, đai châu rừng nó sẽ, mã của nó thì có thể là sẽ không được xinh như là những cái cây khác, những cái hàng bóc trụ khác, nhưng mà nó được một cái ưu điểm, đó chính là nó rất là khỏe. Và mỗi năm nó sẽ cho chúng ta một cặp lá sẽ rất là xinh, và nó cực kỳ là khỏe như vậy thì chúng ta thuần nó sẽ rất là đẹp đấy ạ. Em bán với giá là 550.000 một cân thôi. Hàng đang trên đường về. Anh chị em nào đặt hàng ngày mai hàng về thì em sẽ gửi cho cả nhà nhé. Và đây là hoa rừng nên là bông của nó là màu tím trắng đấy ạ. Đó. Và tiếp theo đây ạ. Đây chính là dáng hương cẩm báo. Hàng cây để làm giống, cả nhà đang nhìn này. Đó, cây để làm giống nhá. Nếu mà như cả nhà mà để ý đấy ạ. À, đây chính là dòng dáng hương, và cái dòng này khi mà chúng ta trồng các em ấy từ bé đấy ạ, mỗi năm nó cho chúng ta một cặp lá thì sau này nó sẽ rất là đẹp giò đấy ạ, sẽ rất là đẹp giò. Em bán với giá là cả lô này đi, em bán cả lô này giá là 400.000 nhá, 400.000 cả lô này, trồng được rất rất nhiều giò luôn đấy ạ, đây được khá là nhiều này, được nhiều lắm. Đó. Và đây đó chính là một cái dòng hoa được rất nhiều nhà vườn yêu thích, và là một trong những cái dòng hoa rất là mát tính, rất là khỏe ạ. Đó chính là hạc vĩ, đúng không ạ? Nếu mà anh chị em mà chưa biết đến cái dòng hoa này thì thực sự là chúng ta đáng để sưu tầm. Dòng hoa này rất là sai hoa và rất là khỏe nữa. Em bán rất là chạy của dòng hoa này. Ngày hôm nay hạc vĩ Bắc em bán là 300.000 một cân hạc vĩ Bắc ạ. Số lượng em có khoảng tầm 10 cân dành cho 10 cô chú anh chị em nhé. Đó, dòng hoa này thì chúng ta sẽ xem mặt bông của nó này. Anh chị em mà chưa biết mặt bông có thể là lên Zalo của em Thảo. Ngày nào em Thảo cũng đăng bài lên Zalo này, cũng đăng hình ảnh các loại hoa lan để cho anh chị em chúng ta cùng xem, được không ạ? Đây này, nhìn đẹp không ạ? Đó. Cực kỳ xinh luôn. Đó. Em bán với giá là 300.000 một cân này. Và ở bên trên này đây, nếu mà anh chị em mà đã biết đến dòng hoa này rồi thì em sẽ không cho, sẽ còn rất là nhiều anh chị em mới tập chơi, đúng không ạ? Em vẫn sẽ cho cả nhà xem mặt bông. Đó chính là đùi gà, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em mua về để ghép vào trong lụa này. Đó, mặt bông của nó này cả nhà nhìn thấy không này? Rất là xinh, đúng không ạ? Đây. Ở trên miền Tây Bắc, các anh chị em hay trồng vào cây cau này, mỗi lần nó nở rộ hoa như thế này rất là đẹp ạ. Và em phát hiện ra một điều, đó chính là khi mà chúng ta trồng hoa đấy ạ, chúng ta trồng hoa và chúng ta ngày ngày chúng ta ngắm hoa thì cái tâm hồn với lại cái bên trong của cơ thể chúng ta đấy ạ, cảm thấy rất là vui vẻ, rất là yêu đời, và đặc biệt là cảm thấy rất là bình an, đúng không ạ? Và chúng ta chơi lan là chúng ta rèn luyện cho chúng ta cái tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, đúng không ạ? Đó, về riêng cái đùi gà này là đùi gà của Tây Bắc, hoa của nó cẩm đậm, rất là xinh. Em bán với giá là 250.000 một cân ạ, số lượng em không có nhiều đâu nhá, chỉ có bằng này thôi. Chắc khoảng tầm 6 cân thôi, dành cho 6 cô chú anh chị thôi ạ.
Và giờ đây thì khi mà hoa lan rừng càng ngày càng cạn kiệt đúng không ạ? Và chúng ta chơi hoa lan là chúng ta không chỉ chơi vẻ đẹp của nó mà chúng ta còn muốn là tự tay chăm sóc các những cái giò lan của mình thật là xinh và đẹp đúng không ạ? Đây chính là giáng hương đuôi chồn, là một trong những cái dòng giáng hương sai hoa nhất đúng không ạ? Chỉ có 2 đến 3 cặp lá thôi mà nó sai hoa chúng ta cực kỳ là nhiều. Và em bán với giá là 240.000 một cân thôi ngày hôm nay đấy ạ. Đó, riêng cái dòng hoa này thì sai hoa vô đối luôn. Và anh chị em mà chưa biết mặt bông thì có thể lên Google này, có thể lên Zalo của em Thảo này. Ngày nào em Thảo cũng đăng lên để cho cả nhà cùng xem. Đó, cả nhà nhìn thấy các bạn đây này, chả nhìn thấy lá đâu mà sai hoa rất là nhiều luôn. Đó, cái dòng hoa này cũng rất là dễ thuần, dễ chăm thôi, không khó đâu ạ. Em bán với giá là 240.000 một cân. Cây chủ yếu là có nhiều cây lá xếp lẫn cả cây lá lướt lẫn lộn lại với nhau. Nói chung là giáng hương đuôi chồn này thì dù lá lướt hay là lá xếp nó đều xinh hết ạ. Đó. Và đây ạ, đây chính là giáng hương tam bảo sắc của Tây Bắc này. Đó, giáng hương là một trong những cái dòng hoa đem quay cho cả nhà xem cả lô này. Đó. Đây ạ. Cây nó cũng đẹp này. Cây hoa riêng đối với vùng Tây Bắc thì những cái cây ấy nó sẽ rất là nó như thế nào ta? Hoa của nó rất là rõ nét và cây nó rất là khỏe ạ. Đó, cả lô này nhá, cả lô này ạ. Em bán với giá là 200.000 thôi cả lô này. 200.000 nhá. Trồng giò xinh cực luôn. Một phần ngọc thạch 100.000 này. Đó, một phần ngọc thạch này 100.000. Đó, một phần ngọc thạch 100.000. Và tiếp theo một cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em yêu thích đúng không ạ? Nó vừa để làm thuốc quý, vừa để làm loại hoa lan, vừa để làm một loại thức ăn rất là tốt cho sức khỏe, rất là tuyệt vời cho cái dòng hoa này đúng không ạ? Và gia đình em thì đây là lô cuối rồi và cũng không còn nhiều nữa. Nên là anh chị em nào mà yêu thích cái dòng hoa này thì có thể là sưu tầm cho mình. Và giá em bán cực kỳ là mềm luôn, em bán chỉ có 270.000 một cân thôi ạ. Nếu mà so với đợt sau Tết một chút là cái hàng này em bán là 350.000 đúng không ạ? Đó, nên là nếu mà anh chị em mà chưa có thì có thể sưu tầm cho mình. Vừa là thuốc quý, vừa là loại lan rất là xinh và đẹp, vừa để làm thức ăn nữa đúng không ạ? Đây là một cái loài hoa dành cho các cô chú anh chị lớn tuổi cực kỳ là thích mặt bông của nó này. Đó, để mà chúng ta chăm sóc năm sau mặt bông nó sẽ to hơn và xinh hơn. Và tiếp theo em xin giới thiệu đến cả nhà đó chính là phi điệp nam cánh trắng Phú Thọ, cây to. Đây cả nhà có nhìn thấy không ạ? Họng của nó hồng rất là đẹp và thân của nó xanh lét lét luôn. Và thân của nó dài khoảng từ 15 cho đến 20 cm như cả nhà đang nhìn đây này. Đó. Em bán này với giá là 230.000 một cây thôi. 230.000 một cây. Đây. Lá này xinh không? Đó. Đây này. Lát nữa em sẽ cho cả nhà xem mặt bông cùng với cây to, cây nhỏ luôn nhá. Và tiếp theo đây là một cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em yêu thích đúng không ạ? Đây này cả nhà nhìn thấy không này, cây rất là xinh đấy, cây rất là xinh và mặt bông của nó này, đây em gọi là phi điệp hồng cánh sen nhá, là hơi giống với hồng ngọc đúng không ạ? Hơi giống với phi điệp hồng ngọc cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đây này, chúng ta cái dòng này về chúng ta chơi thân thì em thấy xinh lắm. Hay lá của nó này, lá mít nữa này, mít rất xinh luôn ấy. Đây này, bật mầm gốc này. Đó, xinh không? Thân thì xanh lét là lẹt luôn. Một chậu nó như thế này này. Đó. Em bán chỉ có 200.000 một chậu thôi nhá cả nhà nhá. Cái dòng hoa này ấy, em thấy nó xinh lắm này. Đó. Phi điệp hồng cánh sen nhá. Đây. Tiếp theo đây chính là một cây. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là những cái cây trầm rừng của gia đình em này. Trầm rừng hàng, mỗi chậu như thế này gia đình em bán là 250.000, gồm có 2 thân tơ. Cây rất là khỏe và đây đặc biệt là đây là hàng rừng thuần nhá. Cây rất là khỏe và mặt bông cũng rất là xinh nữa. Tùy vào độ đậm nhạt, có bông nó đậm, có bông nó nhạt này. Để em cho cả nhà xem mặt bông. Đẹp không ạ? Đó. Em bán là 250.000 một chậu này ạ. Đó, 250.000 một chậu. Đó, em cũng không có nhiều để em bán đâu. Em chỉ có một vài chậu thôi ạ. Đó. Và tiếp theo đây ạ, đây là phi điệp châu Như đúng không ạ? Này. Phi điệp châu Như hàng F1 à, đây là hàng F2 chứ. Châu Như F2 nhá.
hàng đã thuần tại vườn. Và cả nhà đang nhìn thấy này, bận mầm cốc rất khỏe và thân của này đẹp cực kỳ xinh luôn đây này. Rồi, xinh quá là xinh luôn, thân tím lịn luôn. Uầy, cây trưởng thành nhá. Xinh quá. Trời ơi, em bán với giá là 250.000 một chậu. Đó, châu Như nhá. Mặt bông cả nhà nhìn thấy không ạ? Mặt bông em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của châu Như rất là xinh. Nếu mà anh chị em mà chưa có thì chúng ta có thể sưu tầm cho mình, bởi vì cái dòng hoa này cực kỳ là đẹp. Đó, cho cả nhà xem luôn này. Đây là mặt bông của châu Như này. Đây ạ. Đó. Anh chị em nào mà chưa biết mặt bông thì có thể lên trên Google của em, lên trên Zalo của em Thảo đấy ạ. Dây Zalo của em Thảo có rất nhiều những cái mặt hoa, những cái mặt bông hàng ngày em có up lên đây ạ. Và bên này đây ạ, đây chính là Di Linh Xuân của gia đình em. Di Linh Xuân này. Đó, Di Linh Xuân thì mặt bông cực kỳ là xinh rồi đúng không ạ? Anh chị em mà chưa biết mặt bông thì em có thể cho cả nhà xem luôn, hoặc là chúng ta có thể lên Google để chúng ta search đúng không ạ? Mặt bông thì cực kỳ là đẹp rồi, em sẽ cho. Đây là mặt bông của Di Linh Xuân đây ạ. Đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Đó. Và bên trong này đây chính là châu Như, hàng cây con em bán 75.000 một cây này. Đấy. Châu Như là châu CH, nhưng mà chắc là các bạn lại ghi là châu là con châu cấy cày rồi. Đó. Một chậu gồm có một thân, nó dài như thế này này, dài khoảng 2 đến 3 cm thôi đó. Đó. Và cây giả hạt EASO này, có mấy chậu ở bên này nữa này. Ở bên này có mấy chậu nữa, em bán thanh lý đi thì có 50.000 một chậu thôi này. Đó. Đây là một cái dòng hoa em có thể đảm bảo với cả nhà là từ trước Tết đến giờ đấy ạ. Em được đúng một cái lô nụ tam bố này, đẹp nó như thế này này, đẹp một cách mê ly như này luôn. Từ Tết đến giờ là được của mỗi lô này là xinh nhất nhà luôn. Nè, cây xinh không? Cực kỳ là đẹp. Ôi giời ơi, cây này lần này mà mọi người không lấy là hơi bị phí luôn. Mà giá thì em vẫn bán giá mềm như vậy thôi, chỉ có 100.000 một cốc thôi. Đó, nụ tam bố. Cây xinh quá là xinh luôn, cây khỏe. Khỏe quá là khỏe này. Đó. Mặt bông của nụ tam bố. Và cả nhà biết không ạ, nụ tam bố là một cái dòng hoa phi điệp rất là có giá trị ở trên thị trường đúng không ạ? Đó, nếu mà anh chị em mà chưa biết mặt bông thì em sẽ cho cả nhà xem mặt bông này, hoặc là anh chị em có thể lên Google để chúng ta search. Đó. Nụ tam bố này. Xinh không ạ? Cái bông ở trên này nó chưa nở bung nên là chưa nhìn thấy vẻ đẹp của nó, còn bông ở dưới này. Xinh quá là xinh luôn. Hoàng nhạn tháng 8. Đấy, hoàng nhạn tháng 8 này. Xinh không ạ? Hoàng nhạn tháng 8 này thì là một cái dòng hoa có thể nói là hàng của Thái đúng không ạ? Hàng của Thái gọi là hàng đột biến luôn đấy ạ. Đó, người ta ươm ra người ta. Đây. Xinh không? Và cái dòng hoa này thì được gọi là cái dòng hoàng cái dòng dáng hương thơm nhất, hoa nở được bền nhất đúng không ạ? Cây của nó này, tình trạng cây của nó này. Đó. Em bán 200.000 một chậu. Đó. Em có bao nhiêu xem? Em có cái chậu này này, có hai thân nữa này. Đó. Em thử xem có mấy chậu có hai thân. Có mỗi một chậu có hai thân không? Đó. Đó. Tiếp theo trong này đây ạ, đây chính là phi điệp và giả hạt Đắc Lây, hoàng hậu của vùng Tây Nguyên đúng không ạ? Có thể nói cái dòng hoa này nếu mà anh chị em mà chưa có thì rất là đáng để sưu tầm, bởi vì cái dòng hoa này là dòng hoa có tiếng ở trong vùng Tây Nguyên đúng không ạ? Đó, người ta gọi là hoàng hậu của Tây Nguyên. Em bán với giá là 75.000 một cốc ạ. Mặt bông thì rất là đẹp rồi. Anh chị em mà chưa biết mặt bông thì có thể lên Google để search, hoặc là lên Zalo của em Thảo để xem nhá. Đây là mặt bông của nó này. Đó. Mặt bông của nó em đang chỉ đấy đó. Bên cạnh là trầm này. Đó. 75.000 một cây ạ. Đó, giá hàng Đắc Lây nhờ, cây tím tím như thế này này. Hàng đang lại trên đường về nên là anh chị em yên tâm là đặt hàng vẫn còn rất nhiều nhá. Đó. Phi điệp này, đây là dòng phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ. Cây size bé hơn so với đợt trước một chút. Em bán với giá là 85.000 một cây. Phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ đúng không ạ? Mặt bông thì cực kỳ là đẹp. Nếu mà anh chị em mà chưa biết mặt bông
thì có thể là lên trên mạng để xem được không ạ? Đó. Đây, em bán với giá là 85.000 một cây ạ. Và bên trên này đây là mắt đỏ hòa bình. Mắt đỏ hòa bình, cái dòng hoa này thì nếu mà anh chị em cũng chưa biết mặt bông thì em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của nó này. Cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đây. Mắt đỏ hòa bình này. Em bán với giá là 85.000 một cây. Còn đây là phi điệp là mít này, phi điệp hòa bình là mít này. Trời ơi xinh quá là xinh luôn. Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Cái dòng hoa này thì đây còn khoảng tầm 20 chậu nữa này hết luôn đấy. Không còn nữa đâu mà bán đấy. Đó. Không còn nữa đâu mà mua cơ. Đấy. Em bán là 80.000 một cây. Còn đây là phi điệp người ta gọi là cái dòng hoa năm cánh trắng hòa bình hay gọi là hiển oanh kia đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hay gọi là HO đấy ạ. Đó. Đây là mặt bông của nó này. Và đây là hàng gieo hạt tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Thân của nó này nó rất là nù, rất là sọ, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương thôi, nhưng mà cái dòng hoa này rất là được nhiều anh chị em yêu thích. Đây, em bán với giá là 110.000 một cây. Ngày hôm nay chỉ bán 100.000 một cây thôi. Đó. Và bên trên này đây chính là dòng kiếm đỏ. Là chúng ta hãy nuôi một con lợn nái ở trong nhà đi ạ. Thì cái dòng hoa này rất là xinh bởi vì cái hoa kiếm đỏ của Thái này cực kỳ là được nhiều anh chị em ưa chuộng đây này. Mặt bông rất là đẹp và tình trạng cây thì cây nó to hơn so với đợt trước rất nhiều luôn đấy. Nó to hơn đợt trước nhiều ấy. Em bán là giá vẫn như cũ là 85.000 một cây thôi. Còn bên này đây, giả hạc Pháp. Trời ơi, giả hạc Pháp này xinh quá là xinh luôn. Mỗi một chậu từ 2 cho đến 3 thân nhá. Em bán với giá là 250.000 một chậu giả hạc Pháp. Đó. Xinh không ạ? Cực kỳ là đẹp. Anh chị em nhớ chúng ta lấy ra ngoài thì mình lấy ra ngoài chậu khác ấy, nó xinh hơn, nó bật mầm gốc khỏe cực kỳ luôn. Đấy, cái dòng hoa này người ta gọi là hồng búp bê đúng không ạ? Hồng búp bê rất là xinh luôn này. Bật mầm gốc này khỏe không ạ? Cực kỳ là khỏe luôn. Và trên Lạng Sơn em ấy dạo này trời mưa rất rất là nhiều luôn, nên là em cũng không lấy ra ngoài nữa, bởi vì khi mà anh chị em mà đặt hàng mà em lấy ra ngoài mà nó ướt đấy, em gửi cho cả nhà nó là hơi khó. Đó, em cứ để trong nhà như thế này thôi. Đó, trầm này, trầm Parisi của gia đình em. Trầm Parisi này em bán thanh lý nhá. Trầm Parisi em bán thanh lý chỉ còn có 150 một cốc thôi ạ. Anh chị em nào mà yêu thích cái dòng trầm Parisi này, hàng đây có mặt bông của nó này. Số lượng em có khoảng tầm 20 cốc nữa là em hết hàng rồi. Đó. Mặt bông cực kỳ đẹp luôn. Vũ nữ này, đây là mấy cây vũ nữ của gia đình em này. Em bán thanh lý nhá. Ngày hôm nay em bán thanh lý, số lượng em có khoảng tầm 20 chậu thôi ạ. Em thanh lý đi chỉ còn có 60.000 một chậu thôi. Đó, cây của nó này, hoa nó xinh không ạ? Rất đẹp. Đó, em thanh lý 50.000 một chậu, anh chị em nào yêu thích. Mấy vừa rồi em toàn quên quay nó chứ, bởi vì em để trong bếp, nhà em hơi bé. Em Thảo cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em Thảo trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an ạ. Ngày hôm nay khi mà hàng, ngày mai khi mà hàng về thì em sẽ lại quay và giới thiệu đến cả nhà về từng mặt hàng luôn. À, em quên đấy, em còn có cả phân thuốc nữa này, có cả phân to này dành cho dòng giáng hương ở trong này này. Đó, còn phân bé dành cho dòng hoàng thảo nữa này. Đấy, nói chung là em có phân tan chậm 140.000 một cây này, một cân này. Đó, phân tan chậm của Nhật nhá. Còn phân thuốc nữa em quên đi đó. Đây là B1 của Thái này, lọ 500ml luôn, cho các anh chị em thoải mái mà bổ sung chất dinh dưỡng cho cây luôn này. 140.000 một cái chai to như thế này này. Kích rễ của Mỹ là 50.000 này, kích rễ của Đài là 80.000 này. Đó, Super Thai kích thích tăng trưởng cho cây là 100.000 một chậu này, một lọ này. Bả sen này, 35.000 một bả sen cho anh chị em nào mà chúng ta trồng vào cây đúng không ạ? Trồng vào chậu ấy, đó. Đặc trị vi khuẩn chống thối nhũn, anh chị em nào mà đang ở tình trạng nó nặng hơn rồi chúng ta phải rắc trực tiếp, còn không chúng ta để ngừa bệnh mà nấm ở tình trạng nhẹ thì chúng ta sử dụng lá, chúng ta phun. Một gói như thế này chúng ta phun khoảng tầm 16 đến 20 lít nước, hoặc là chúng ta phải phun bằng nano bạc này. Nano bạc này nó là ở mức độ nhẹ hơn, em bán 50.000 một lọ nano bạc và 35.000 một lọ đặc trị vi khuẩn này. Atisoc, tại sao gọi là Atisoc ạ? Bởi vì là mùa này thì mưa nắng rất thất thường đúng không ạ? Để cây không bị sốc thì chúng ta nên mua Atisoc này về chúng ta nhỏ giọt, chúng ta tưới lên thì cây nó không bị sốc thời tiết này. Đó. Em Thảo cảm ơn cả nhà mình đã xem video và ủng hộ shop gia đình Lan Rừng Chu Thảo, địa chỉ 784 đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn ạ.
Anh chị em đang xem video của em Thảo nhớ đăng ký kênh bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Hiện lên cái chuông thông báo, anh chị chỉ cần ấn vào cái chuông thông báo nữa thôi là sẽ nhận được video của em Thảo hàng ngày em có quay bài đấy ạ. Và một lần nữa em cảm ơn cả gia đình mình và em kính chúc cả nhà mình có một buổi chiều tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an ạ. Và bây giờ thì em xin nhận tất cả các đơn hàng. Anh chị em gọi điện đến hoặc là nhắn tin cho em Thảo nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.